Chào các em, hôm nay chúng ta học bài mới về học thuyết tiến hóa. Đó là bài học thuyết tiến hóa hiện đại tổng hợp, hay viết tắt là học thuyết tiến hóa tổng hợp. Sau khi học thuyết Darwin ra đời, giải thích thành công cơ chế tiến hóa và nguồn gốc chung của các loài, nhờ các thành tựu của di truyền học sau này, học thuyết tiến hóa của Darwin được hoàn chỉnh và ra đời thuyết tiến hóa tổng hợp. Sau đây chúng ta tìm hiểu sự ra đời của thuyết tiến hóa tổng hợp. Thuyết này ra đời vào những năm 40 của thế kỷ trước. Nhờ các thuyết của các nhà khoa học chuyên về tiến hóa trên cơ sở các thành tựu của di truyền học, nên có thể nói thuyết tiến hóa tổng hợp là giải thích hoàn chỉnh thuyết tiến hóa Darwin. Trên cơ sở các thành tựu của di truyền học hiện đại, từ thuyết tiến hóa tổng hợp chúng ta có thể nêu lên một khái niệm thứ hai rất quan trọng là nguồn nguyên liệu của tiến hóa. Tiến hóa chỉ diễn ra khi có nguồn nguyên liệu vật liệu mới. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là được đóng góp từ các đột biến gen. Thứ hai là các biến dị tổ hợp. Gọi chung là các biến dị di truyền. Thứ ba là di nhập gen. Trên cơ sở các nguồn biến dị này, chọn lọc tự nhiên phát huy tác dụng và hình thành cơ chế tiến hóa. Sau đây, chúng ta tìm hiểu trong cơ chế tiến hóa thì những nhân tố nào đóng vai trò chính giúp cho quá trình tiến hóa diễn ra. Vì như ta học bài trước ở trong bài di truyền học quần thể, tiến hóa là quá trình làm thay đổi vốn gen đặc trưng của quần thể, làm cho quần thể có vốn gen đặc trưng và ổn định hay ở trạng thái cân bằng. Thay đổi vốn gen đó chính là sự tiến hóa. Các nhân tố chi phối quá trình thay đổi vốn gen gọi là các nhân tố tiến hóa.
Trong các nhân tố tiến hóa thì điều kiện mà các nhà tiến hóa học đưa ra để các nhân tố được xem là nhân tố tiến hóa là các nhân tố đó làm biến đổi tần số các alen của một gen hoặc làm biến đổi tần số kiểu gen của quần thể. Hoặc cả hai. Trên cơ sở định nghĩa này thì chúng ta có 5 nhân tố tiến hóa chính. Đó là đột biến, thứ hai là di nhập cư, thứ ba là chọn lọc tự nhiên, thứ tư là giao phối không ngẫu nhiên. Và thứ năm là các yếu tố ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, học sinh lưu ý có những nhân tố đóng vai trò quan trọng trong tiến hóa như cách ly và quá trình ngẫu phối, nhưng không được xem là nhân tố tiến hóa vì không tác động lên sự biến đổi tần số alen của gen hoặc tần số kiểu gen của quần thể. Sau đây chúng ta đi vào tìm hiểu từng vai trò của mỗi nhân tố tiến hóa, vì sao các nhân tố này được gọi là nhân tố tiến hóa. Thứ nhất, chúng ta phân tích nhân tố đột biến. Chúng ta biết đột biến bao gồm đột biến gen ở cấp phân tử và đột biến nhiễm sắc thể. Nhưng trong đó, đột biến gen là nguồn nguyên liệu chính của tiến hóa. Quá trình đột biến làm phát sinh các alen mới. Nên đột biến có vai trò là cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa. Đột biến có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp . Chúng ta nhấn mạnh chữ vai trò. Học sinh thường nhầm giữa vai trò của đột biến đối với tiến hóa và
nó được xem là nhân tố tiến hóa vì lý do nào? Đột biến có vai trò đối với tiến hóa là cung cấp nguyên liệu, và nguyên liệu đó là nguyên liệu sơ cấp. Còn đột biến được xem là nhân tố tiến hóa vì nó góp phần làm thay đổi tần số Allen, qua đó làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. Tuy nhiên, đột biến là một nhân tố làm thay đổi tần số Allen rất chậm. Trong 5 nhân tố tiến hóa thì đột biến là nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số Allen chậm nhất. Thứ hai là do mỗi gen có tần số đột biến rất thấp, chỉ vào khoảng 10 lũy thừa trừ 6 đến 10 lũy thừa trừ 4. Do đó, cái áp lực của quá trình đột biến lên sự thay đổi tần số allelen và tần số kiểu gen của quần thể là xem như rất nhỏ, không đáng kể. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung của một nhân tố tiến hóa. Thứ nhất là vai trò đối với tiến hóa. Thứ hai, vì sao được xem là một nhân tố tiến hóa. Sau đây chúng ta tìm hiểu nhân tố tiến hóa thứ hai là di nhập cư. Sự di và nhập cư làm cho quần thể nhận và quần thể có nhóm cá thể chuyển sang quần thể khác đều thay đổi tần số allelen và tần số kiểu gen. Trong phần tìm hiểu sự di và nhập cư làm thay đổi quần thể gốc và quần thể có số cá thể ra đi như thế nào và công thức tính ra sao, các em có thể đọc thêm trong bài giảng trên onthi.net.vn. Nhân tố thứ ba là nhân tố chủ yếu của tiến hóa là chọn lọc tự nhiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo đây. Sau đây chúng ta tìm hiểu vai trò của nhân tố tiến hóa quan trọng nhất, đó là chọn lọc tự nhiên. Theo Darwin, chọn lọc tự nhiên thực chất là làm phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của những cá thể khác nhau trong quần thể. Quan niệm hiện đại
hoàn chỉnh quan niệm Darwin về thực chất của chọn lọc tự nhiên. Đó là làm phân hóa khả năng sống sót và sinh sản. Của những kiểu gen khác nhau trong quần thể. Như vậy, trong quan điểm này của thuyết tiến hóa hiện đại vẫn giữ nguyên tính chất của chọn lọc tự nhiên là phân hóa khả năng sống sót và sinh sản, nhưng bổ sung thay vì là phân hóa ở những cá thể khác nhau trong quần thể thì chúng ta nói cụ thể là phân hóa khả năng sinh sản và sống sót của những kiểu gen khác nhau trong quần thể. Nhưng lưu ý, theo quan niệm hiện đại thì mặt chủ yếu chính là phân hóa khả năng sinh sản. Điều này rất dễ hiểu là vì mỗi loài trong tự nhiên thường phải bù đắp cái số tử vong và sự hao hụt do mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật trong tự nhiên. Do đó, khả năng sinh sản chính là một phương tiện bù đắp chính vào sự hao hụt đó, làm cho loài lúc nào cũng tồn tại và phát triển trong khu vực sống của chúng. Vai trò thứ hai của chọn lọc tự nhiên, nếu chọn lọc tự nhiên theo Darwin là đối tượng là cá thể, thì ở đây chúng ta phân tích rõ hơn là tác động trực tiếp lên kiểu hình qua đó tác động lên kiểu gen. Đặc biệt trong vai trò của chọn lọc tự nhiên thì chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hóa có định hướng, hay là nhân tố tiến hóa có hướng. Khi môi trường sống thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ định hướng quá trình biến đổi vốn gen của quần thể và qua đó định hướng tiến hóa.
Như vậy thì sự định hướng của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa cũng là lý do làm cho nhân tố chọn lọc là nhân tố tiến hóa chủ yếu. Mặt khác, chọn lọc tự nhiên cũng tác động lên tần số allele thông qua tác động lên kiểu hình. Trong trường hợp này thì tác động của chọn lọc tự nhiên lên kiểu hình, qua đó tác động lên sự thay đổi tần số allele nếu chọn lọc tự nhiên tác động lên sự thay đổi tần số allele nhanh khi đào thải các allele trội như mấy em biết là chọn lọc tác động lên kiểu hình, mà allele trội có hại thường biểu hiện ngay trên kiểu hình của cơ thể, do đó bị tác động của chọn lọc tự nhiên. Trái lại, đối với allelen lặng thì rất chậm, vì allelen lặng ở trạng thái dị hợp không biểu hiện ra kiểu hình, và khi allelen lặng đi vào trạng thái đồng hợp thì bị đào thải, nhưng kiểu gen A lớn A nhỏ vẫn tồn tại. Do đó không bao giờ allelen lặng bị đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể, vì nó vẫn tồn tại ở trạng thái dị hợp. Như vậy, trong phần học chương trình cơ bản, chúng ta nắm chắc bốn vai trò của chọn lọc tự nhiên đối với tiến hóa. Và vì chọn lọc tự nhiên làm biến đổi vốn gen của quần thể, nên vừa là vai trò, vừa là nhân tố tiến hóa. Trong trường hợp các em học chương trình nâng cao thì các em tìm hiểu thêm các hình thức của chọn lọc tự nhiên. Trong điều kiện môi trường ổn định, chọn lọc tự nhiên củng cố các tính trạng trung bình dẫn đến sự chọn lọc kiên định hay ổn định. Trong trường hợp môi trường thay đổi theo hướng xác định, ta có chọn lọc vận động. Trong trường hợp quần thể có vùng phân bố rộng, chịu tác động của chọn lọc theo nhiều hướng, thì chúng ta có sự củng cố các đặc điểm thích nghi ở nhiều hướng khác nhau. Đồng thời, các trung bình của mỗi hướng bị đào thải, ta có chọn lọc phân hóa. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ về vì sao chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa chính. Sau đây chúng ta tìm hiểu nhân tố tiến hóa thứ tư, đó là giao phối không ngẫu nhiên. Còn gọi là tự phối, ở thực vật là tự thụ phấn, hay là giao phối cận huyết ở động vật. Giao phối không ngẫu nhiên là một nhân tố tiến hóa đặc biệt, vì nó chỉ làm thay đổi tần số allele. Thì đính chính lại là vì nó làm thay đổi tần số kiểu gen
mà không làm thay đổi tần số Allen. Đây là một điểm các em cần lưu ý để tránh nhầm lẫn. Chúng ta có 5 nhân tố tiến hóa thì nhân tố nào cũng vừa làm thay đổi tần số Allen, vừa làm thay đổi tần số kiểu gen. Nhưng giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố đặc biệt chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số Allen của quần thể. Sự thay đổi tần số kiểu gen của giao phối không ngẫu nhiên theo hướng tỷ lệ dị hợp giảm còn tỷ lệ đồng hợp tăng. Và như vậy, nếu trong một quần thể giao phối không ngẫu nhiên thì hệ quả là nó làm cho trong quần thể có nhiều dòng thuần và số kiểu gen dị hợp giảm, nên biến dị tổ hợp cũng giảm và giảm tính đa dạng. Do đó, một vai trò khác của giao phối không ngẫu nhiên là làm giảm tính đa dạng của quần thể. Hay là làm nghèo vốn gen. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nhân tố tiến hóa thứ 5 trong các nhân tố tiến hóa. Sau đây chúng ta phân tích các yếu tố ngẫu nhiên. Các yếu tố ngẫu nhiên này còn gọi là biến động di truyền. Tức là các biến cố của tự nhiên có thể tác động lên quần thể và làm thay đổi tần số Allen và tần số kiểu gen một cách đột ngột. Và sự thay đổi tần số Allen và kiểu gen này có một số tính chất mà các yếu tố nhân tố khác không có. Sau đây chúng ta tìm hiểu một số đặc điểm tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Thứ nhất là các Allen trội có lợi. Có thể bị đào thải. Còn các Allen lặn có hại lại được tích lũy.
và yếu tố ngẫu nhiên đặc biệt tác động trên quần thể có kích thước đã giảm xuống dưới mức tối thiểu. Trên cơ sở hai đặc điểm này, chúng ta có thể liên hệ thực tế về tác động của yếu tố ngẫu nhiên, đó là sự săn bắt bừa bãi. Cũng được xem là yếu tố ngẫu nhiên. Làm giảm kích thước quần thể của một loài động vật. Và dẫn đến loài này ở bờ vực diệt chủng. Vì chúng ta biết là khi săn bắt bừa bãi thì chúng ta không có vấn đề là những cá thể mang kiểu hình trội có lợi tốt đẹp là chúng ta chừa ra, và chúng ta chỉ săn bắt những con có tính trạng xấu, mà trái ngược lại, thậm chí là chúng ta săn bắt được tất cả những cá thể của loài mà chúng ta có thể săn bắt. Do đó, việc đánh bắt cũng phải tôn trọng quy luật sinh thái, là phải đảm bảo cho quần thể có thể tái sinh, tức là không làm cho quần thể giảm xuống kích thước dưới mức tối thiểu. Qua phân tích các nhân tố tiến hóa chủ yếu và vai trò của chúng trong quá trình tiến hóa, thầy đã kết thúc bài học Thuyết tiến hóa hiện đại tổng hợp. Chào các em.